Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới với nhiều điều chỉnh so với kỳ thi năm 2024 và các năm trước đó. Để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh dự thi bốn môn, trong đó hai môn bắt buộc gồm toán và ngữ văn, hai môn còn lại do thí sinh chọn. Theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, các thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông gồm là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại phụ lục của quy chế hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam, đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi, được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong sách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm mới đang chú ý tại dự thảo so với quy định hiện hành là thí sinh có đủ điều kiện miễn thi bài thi ngoại ngữ thì sẽ không được quy đổi điểm để tính vào tổng điểm xét tốt nghiệp. Theo quy định hiện hành, thí sinh miễn bài thi ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.